Sáng nay ngày 21 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Quý Thắng, sinh năm 1978 và Đặng Phước Tuấn, sinh năm 1984, cùng ngụ thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm. Trước đó, khoảng 0 giờ 50 phút ngày 4 tháng 2 năm 2019, nhằm ngày 30 Tết năm 2019, trên tuyến quốc lộ 91 thuộc địa phận phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, lực lượng chức năng phát hiện ô tô do Trần Văn Dầu, sinh năm 1981, ngụ tại huyện Tịnh Biên điều khiển và ô tô do Hồ Quý Thắng điều khiển, có Đặng Phước Tuấn cùng ngồi trên xe, chạy hướng Long Xuyên đi Cần Thơ, có biểu hiện vận chuyển hàng cấm. Lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng Thắng và Dầu không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Thấy không thể trốn thoát, cả ba xuống xe bỏ chạy, nhưng Thắng, Tuấn bị bắt giữ ngay sau đó, còn Dầu kịp thời bỏ trốn. Qua kiểm tra, trên xe ô tô do Dầu điều khiển có chở 48.500 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu Jet, Scott và Hero. Sau thời gian bỏ trốn, ngày 10 tháng 3 vừa qua, Dầu đến cơ quan công an đầu thú. Từ lời khai của Dầu cùng các chứng cứ, công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam Thắng và Tuấn. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thắng, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ thêm 470 bao thuốc lá ngoại nhập lậu chưa kịp tiêu thụ.